Quản trị đất đó, đúng không? Quản trị đất nông. Đất nông chứ. Dạ. Rồi ông chưa có đầu tư chưa đụng ông lần nào hả? Dạ. Chưa. Nhưng mà xin lỗi nha, ông bỏ áo để tôi cái coi một lúc coi. Nhầm nhậu rồi. Ông nói sao? Thôi nhầm nhậu rồi. Để nói. Không. Thực ra là tôi thấy sao nó mọc ở ở ngực của anh ha, thì tôi mới dành ra tôi coi, còn cái chuyện nhậu hay không là chuyện khác. Dạ, xin thưa luôn là nếu mà bia Sài Gòn ấy là không hết hai lon, còn rượu là không qua ly thứ tư. Nhưng mà chỉ có cái tôi là trà bắc thuốc lá còn lại trà bắc thì ok, trà bắc thì là uống là tốt, không có quan trọng. Cái đó là tốt rồi, dạ. Nhưng mà đừng đúng thuốc. Dạ. Là anh đúng thuốc vào hè. Dạ đó, cố gắng làm sao mà có cái thuốc gì mà bỏ được thuốc rồi. Không, không, nhớ. Thuốc, thuốc á, nó gọi là vô long tê. Tức là do cái ý muốn của mình thôi. Dạ. Bởi vì á, anh nên nhớ cái thuốc lá nó tai hại nè. Là thuốc lá không phải chỉ hại cho cá nhân anh, mà còn hại cả vợ, cả con anh. Cứ nghĩ cho nó thôi. Nếu mình thương vợ, thương con thôi, mình đừng hút. Thấy không? Thì cái đó mình nên quyết định bỏ đi. Còn đà đúng không thôi. Bây giờ con xin lỗi thầy, đàn ông mà bia không, rượu không, không thuốc lá. Không có kia. Bây giờ không ai được thuốc lá. Bia đâu. Bia từ thời trai trẻ cho đến bây giờ. Rồi, bây giờ tay chân sao nữa. Cái tay của em ấy, thực ra mà khi mà tiếp xúc với bên thậm chí liên tâm của thầy mới biết là đúng là cái tay này thì vì trước đây là cái thời trai trẻ thì đại khái cũng có hoa nghị. Nhưng mà rồi mà mình cũng không để ý. Nhưng mà nếu mà sau đây để ý thì mình cũng có teo hơn so với tay mình. Cái gì nó teo không quan trọng. Dạ. Có thể là mình hoạt động nhiều thì cái tay mình nó nở lên. Còn tay hoạt động không nhiều thì nó không có do đó. Nhưng mà giờ cái đau đứng nó nằm ở giờ. Nó đau thương, nó đau ở ngay cái cung đây. À, rồi. Rồi bắt đầu là thi thoảng và giai đoạn 7 tháng sau đây nó đau lên đây. Rồi. Đau lên đây nó đau được đâu mà. Nó đau từ tầm khoảng độ 5 giờ chiều cho đến khoảng 9 giờ đêm. Rồi. Cứ đau đây. Mà anh có trường đăng? Chưa. Ở gan và cổ luôn. Chưa biết. Tại vì anh em bị tổn thương cuộc sống cổ rồi. Mọi người hiểu không? Cái này là do cuộc sống cổ rồi. Cho nên khi mình trường đá là trùng cùng một lúc, cùng một lúc cái gan, cái cổ. Cái cổ là dùng cái khăn đa đăng á. Cái đầm đăng đây cái cổ mới nằm. Thì nó mới dứt được. Chứ còn cái gan không chứa đủ. À, anh này bị hai thứ à, rồi còn gan đó là bắt buộc rồi, tại vì anh có dấu hiệu sao ở trên ngực rồi, tức là gan có vấn đề rồi. Mà nếu anh không nhậu nữa thì cái chuyện đó là do thuốc lá thôi, nó là tổn thương gan của anh rồi. Do đó bây giờ chỉ có duy nhất để cứu anh được á là phải chườm đá vừa gan vừa cổ và chườm liên tục, giờ không ngưng nữa, giống như anh gì đó Thọ. Anh Thọ đó à, anh Thọ là chườm đá như vậy là hai năm mấy nay rồi, không có bỏ ngày nào. Mà cái điều quan trọng là nó cải thiện cho cơ thể rất nhiều. Nhưng mà tôi hỏi anh Thọ có hút không khí chưa? Hút nhiều. Và chỉ có hút không khí thì mới thấy cái giá trị của chùm đá. Mà có chùm đá mà vừa hút không khí mới thấy giá trị của cái này. Tôi nói ha. Anh nào mà béo phì hút nhanh xuống cân. Nhanh xuống cân. Nhưng mà có điều một cái nữa này. Chính xác. Là cái điều quan trọng như tôi á. Là trước đây á, tôi bị ngoại tâm thu. Mà tôi dùng thuốc cũng nhiều lắm nha. Mà cái ngoại tâm thu nó không giảm. Nhưng mà từ khi tôi hút không khí giờ ngoại tâm thu không còn nữa. Cái điều đó là cái điều rất là độc đáo. Thì thôi bây giờ trở lại cái chuyện vô bệnh cho anh. Thì bây giờ là anh giơ tay lên đi. Anh giơ tay lên thử coi. Hấp, anh ngồi xuống đây anh giơ tay, một tay này trước. Rồi bỏ tay kia xuống rồi tay kia. Có hơi chậm chút không? Hơi chậm tí xíu thôi. Nhưng hôm qua là ai dơ, ông dơ tay lắm. Ông là dơ tay là bị chậm hơn nhiều. Bây giờ thì tối này nhẹ không? Không biết à. Ôi trời ơi, quá đẹp. Ok. Mà thấy nhẹ cái tay ghê hết. Ok, cứ vậy đi. Hôm nay đi không thấy nó tê tay nữa. Tê tay này đi xe máy không thấy tê. Không thấy tê nữa, ok. Rồi, bây giờ coi tay lên đó. Ok, ông này ngon là đâu? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, cái tay này nói cái hết ngon rồi, nói dọa cho anh em nó ráng rồi nói cho ráng lên rồi như vậy đó, giờ tiếp theo.
nè, đó đó ra đây ha, rồi ra đây. Thì khi á, tôi nói mọi người để lưu ý cái bài học này cũng rất là dễ làm, không có gì khó. Đây nè, mình nắm cái ngón tay nè ngay cái mắt nè, giật 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 vậy đó, đây nè, giật giật nghe không, đây nè, giật ở cái cục ha, rồi cái cục nữa nghe không, rồi giật giật, rồi xong bắt đầu lắc cổ tay ha, gặp một cái ha, rồi bây giờ và ấp da mềm, cái tay mềm 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 nè, mềm 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 mềm, rồi giờ giơ tay kia lại ha, cái đó là không nói tay kia nè, đó cắt liền ha, cắt liền ha, nhưng mà điều quan trọng là gì nè, bây giờ cái tay này quay lên đây coi được bao nhiêu, lên cao rồi, lên cao rồi ha, ok. Nhưng mà đó là mới chơi thôi, ngồi đây đi. Mới thôi nha, mới chơi thôi. Lôi ra đi. Rồi, ta là ra quên rồi. Đây là ra rồi, làm phải nào trước nha. Ok. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây này. Cái tay này để vô cái nó cứng liền ha, ha. Tay này không gặp được, không gặp được, không gặp được như kia. Ồ, vô rồi. Tay nó không gặp. Hey. Bắt đầu bước xuống này để lại thử coi sao, để chơi. Mà chơi mà. Rồi, để lại đi thử coi. Thôi lên, như đó, nằm tiếp đi. Nằm tiếp đi. Nằm bữa cho anh hỏi. Đấy. Rồi. Thì mọi người thấy là cái xương đó là anh này bị lỗi. Mà từ trước nay không biết. Cứ để nguyên vậy đi. Rồi, để xuống. Nha. Hồi đó dùng cái được kéo lần nào chưa? Kêu rồi ha? Đây lần đầu phải không? Bây giờ nói thử cái cảm giác này xong. Ê, nằm xuống chơi chưa? Cứ chịu cho nằm để mà có ý kiến coi. Nằm là thấy kéo rồi thấy sao? Giờ nó đang ở bên cực lạc đó thôi ạ. Quay thôi, bỏ vốn ra cha, tụi mình tiền đâu có nhiều không? Đi, sổ số kiến thiết gì đây? Rồi, co chân lại. Đúng rồi.
nhìn bên bên cổ nè, nhìn đó vậy đó, bên như nè, bên như đó, đó đó, bên như nè, bên bao năm rồi đó. Ôi cực lạc là đâu tả, cực lạc là đấy. bây giờ là mọi người sẽ thêm hắn quay cái tay lên à, cái đó là ok rồi, cái đó là ngon lắm rồi đó. À, cái này bây giờ lên được quá cao rồi ha, ok rồi, ngồi xuống đứng dậy thứ đó đó rồi cuối rồi này nọ rồi ngon lành rồi, ok rồi, có cứ cảm tưởng đi, thấy sao sau khi giật một giờ đồng thì đó con vừa nói à, em vừa nói đó. Đó, giống như là ba chúa thơ nông Đoàn Thị Điểm hả? Không phải là cực lạc là đâu, tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng, thầy đừng có lên gọi vạn sanh nha. Thầy có lên gọi vạn sanh rồi là dân gian kiến này khổ lắm. Cho em hỏi, cho em hỏi anh một câu. Anh thấy sao ạ? Dạ. Có ý kiến gì không? Theo tôi nhận xét thì cái bộ môn thập điện lương tâm này nó rất là công hiệu nhiều cái khía cạnh lắm, chứ không phải là một cái việc mà lưng hay là này nọ, nó còn nhiều việc rất tốt. Theo tôi là bao nhiêu năm nay tôi vẫn theo dõi cái thập điện lương tâm mấy năm trời, ngày nào cũng theo dõi chứ không phải là người. Tôi thấy kết quả nhiều, thầy Châu làm nhiều cái kết quả rất là mỹ mãn, giúp cho dân chúng rất là thành công. Anh là cũng là một cánh tay nối dài của thầy Dư Quang Châu ạ, giúp biết bao nhiêu đồng bào ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Nghe anh bộ đội phát biểu này, bộ đội là bữa nay là hay lắm, mọi người phấn khởi lắm. Dạ, bởi vì cũng trước tiên là xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu. Toàn thể các bác các anh các chị ở đây, thì thực ra là tôi cũng là bị thoái hóa đốt sống cổ nó cũng nhiều năm rồi, nhưng mà được thầy các chị đến hôm nay là rất là tốt rồi, cũng không có gì là hơn được bằng cái nếu mà mình đi chữa ở bệnh viện thì có thể là tiền 100 triệu cũng không thể chữa lại, mà ở đây chỉ có một lần thôi, nhưng mà thấy cái sự tiến triển nó quá là tuyệt vời như này thì không có gì hơn chỉ biết cảm ơn, và cũng cảm ơn thầy để thầy sẽ chữa trị cho nhiều người để được khỏi bệnh hơn, để cho họ không phải mang đến những cái nỗi đau khổ cho hoặc là nỗi buồn cho gia đình họ. Cảm ơn cảm ơn anh em rất là nhiều. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.